Xin chào tất cả các bạn. Lần trước tôi đã giới thiệu cho các bạn về đầu sáp model là VC300FB. Đây chính là một đầu VHS khá vintage của hãng sáp. Số lượng rất hiếm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một lỗi vặt ở máy này. Và lỗi này chỉ xảy ra ở model này mà thôi. Khi mà tôi cắm điện vào thì chúng ta sẽ nghe là động cơ chạy vo vo bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ráp máy ra. Hiện tượng là motor reel này không ngừng xoay và hiện tại là đang xoay theo hướng của reel cuốn băng theo chiều ngược. Mặc dù là chúng ta chưa cho băng vào, chỉ mới mở điện thôi mà reel đã xoay như thế này rồi. Bây giờ tôi thử cho cuốn băng vào. Khi vừa cho băng vào thì là băng đã tua rất là nhanh, tua theo chiều ngược. Bây giờ tôi thử bấm tua băng theo chiều thuận. Thì băng có chạy theo chiều thuận, chạy cũng khá là yếu. Bây giờ tôi sẽ bấm stop. Vừa bấm stop thì lại băng lại tua ngược ngay. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Bấm nút play là băng vẫn chạy bình thường và vẫn xuất hiện hình ảnh. Hình và tiếng nó bình thường á. Tức là ở chế độ tua băng theo chiều thuận và chế độ play này thì reel vẫn xoay bình thường. Bây giờ tôi sẽ bấm nút stop. Vừa bấm nút stop là băng để tua ngay. Bây giờ tôi sẽ bấm nút eject để lấy băng ra. Động cơ lại chạy. Điểm mấu chốt của vấn đề ở đây đó chính là motor reel này. Dàn cơ này sử dụng motor reel để cuốn băng. Đó chính là một loại motor DC. Chúng ta thấy là ở trong trường hợp máy này thì là motor này xoay bất chấp ở chế độ stop. Tức là mặc dù máy này không có chế độ play, không chế độ tua băng, nhưng mà động cơ này vẫn xoay. Các loại động cơ reel như vậy thường được điều khiển bằng một IC công suất phía dưới máy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành xem mặt dưới của máy như thế nào. Đây chính là phía dưới của máy. Phía dưới của máy sẽ có hai tấm mạch rất to. Thì thường mạch điều khiển cho động cơ này nó sẽ là mạch sạc vô nằm ở tấm mạch bên phải. Theo như quá trình mà tôi kiểm tra tín hiệu cũng như là dò dây thì tôi phát hiện ra động cơ reel này được điều khiển bằng một IC ở đây. Đó chính là IC806. Đây chính là IC công suất dùng để lái động cơ reel cuốn băng. IC này sẽ nhận hai tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển, sau đó nó sẽ xuất ra điều khiển động cơ xoay. Thì thường rất ít khi nào mà chip vi điều khiển hỏng lắm. Đa phần là hỏng những linh kiện công suất như vậy mà thôi. Đây chính là IC806, IC màu xanh. IC này có 7 chân và có mã là STK6942. IC này dường như là rất hiếm gặp. Chúng ta không có thể nào mà tra thông tin trên mạng được. Thì thường những mạch điều khiển mà cho động cơ DC thì thường chúng ta gặp là những cái loại IC màu đen ha. Chẳng hạn như là có con Toshiba và TA7267 ở đây. IC này dùng để điều khiển động cơ locking và động cơ for locking. Còn ở đây động cơ reel này sử dụng IC là 6942. IC này cực kỳ hiếm. Đó cũng chính là lý do vì sao mà cái lỗi này là lỗi đặc hữu của cái model VC300FB này. Tại vì IC này chỉ sử dụng trong model này thôi. Mà cũng như trong trường hợp này IC này hay bị lỗi, cho nên là cái lỗi này chỉ xảy ra ở model này. Còn những model khác thì không bị. Đây chính là lỗi đặc hữu. Những IC này sản xuất ra với số lượng rất ít cũng như hay bị lỗi, cho nên là cái việc tìm kiếm linh kiện thay thế là cực kỳ khó. Ra trên mạng thì cũng không có thông tin nhiều về IC này. Thì bằng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình thì tôi đã vẽ sơ đồ của con IC này lại như sau. IC này sẽ có tổng cộng là 7 chân. Trong đó có hai chân cấp nguồn, đó chính là chân số 1 và chân số 4. Chân số 1 là 0V hay còn gọi là chân điểm chung ha. Chân này sẽ đưa về mạch hồi tiếp dòng để điều khiển moment cho động cơ. Chân số 4 đó chính là chân VCC, thường là 12V hoặc là điện áp lái động cơ. Chân số 2 và chân số 7 đó chính là hai tín hiệu nhận được từ vi điều khiển.
phân biệt chiều quay. Và chân số 3, chân số 6 đó chính là ngõ ra của động cơ. Để kiểm tra tín hiệu, chúng ta sẽ cắm điện nguồn và đo các điện áp của chân IC. Để kiểm tra hoạt động của IC, tôi sẽ sử dụng VOM đo điện áp của các chân. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đo điện áp các chân tín hiệu của IC806. Chân số 1 nè. Chân số 1 này là 0V nè, chân mát. Ở chân cấp nguồn đó chính là chân số 4. Chân số 4 nó có 11V. Bây giờ tôi sẽ đo hai tín hiệu kích từ vi điều khiển, đó chính là chân số 2 và chân số 7. Chân số 2 là 0V, không được kích. Chân số 7 này cũng không được kích luôn. Bây giờ tôi sẽ đo ngõ ra của motor. Đó chính là chân số 3 nè. Chân số 3 0V. Bây giờ là chân số 6. Chân số 6 này hiện tại đang có 11V bằng điện cấp nguồn. Vậy chứng tỏ là IC này đang kích cho động cơ quay. Mặc dù vi điều khiển không có yêu cầu, nhưng mà IC công suất 806 này lại kích cho động cơ quay. Vậy chứng tỏ là IC 806 này đã bị hỏng rồi. Giờ tôi sẽ rút điện ra. Chính vì IC này hỏng cho nên chúng ta sẽ tháo nó ra và chúng ta thay IC mới vào. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không có IC mới. IC này không bán trên thị trường, không có sẵn, cho nên chúng ta sẽ tìm cách là làm một mạch lai để mô phỏng nó và gắn vào. Bằng vốn hiểu biết của mình thì ở đây tôi thiết kế là một mạch đơn giản như vậy để mô phỏng chức năng của nó. Đây chính là một mạch IC lái cầu H. Do IC STK6942 này không có chức năng bảo vệ quá áp, quá dầm và quá nhiệt, cho nên ở đây tôi sẽ thiết kế một mạch đơn giản nhất, sử dụng ít linh kiện nhất có thể. Ở đây sử dụng 4 phần tử công suất, đó chính là 4 Darlington. Rồi ngoài ra còn có thêm hai diode và 4 điện trở nữa. Mô phỏng chức năng đơn giản của IC cầu H. Ở đây tôi sẽ sử dụng testbo và một vài linh kiện cơ bản ha. Và tôi đã thiết kế ra mạch như vậy. Ở đây tôi làm ra hai IC thành phẩm như vậy. Tôi cũng đã đổ keo và bọc nhựa lại cho gọn gàng. Và đây chính là IC gốc. Chúng ta thấy là IC mà chúng ta chế này nó to hơn IC này. IC gốc này chịu được dòng 2A, còn IC mà tôi đã chế ra thì chịu được dòng tới 5A, mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên thì cái nó to hơn IC gốc này rất nhiều. Tuy là to hơn nhưng mà chúng ta vẫn có thể gắn vào mạch, tại vì trong mạch thì vẫn còn không gian trống rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test sơ bộ máy. Tôi cho cũng băng vào. Khi cho băng vào thì mà thấy là băng không còn hiện tượng tự tua như ban đầu nữa. Bây giờ tôi bấm nút tôi băng theo chiều thuận nè. Đây, băng chạy bình thường á. Bây giờ tôi sẽ đo điện áp của IC để cho là điện áp nguồn chân số 4. Chân số 4 là khoảng 11V. Bây giờ tôi sẽ đo ngõ ra, đó chính là chân số 3 nè. Chân số 3 này khoảng 10,3V, tức là sụp khoảng 0,7V ha. Và đây chính là ngõ ra của chân còn lại, chân số 2 là 0,8V. Thì cái độ sụp áp này đó chính là do VCE sát của các transistor Darlington. Chúng ta thấy là sụp áp này cũng khá lớn, nó không tốt như là IC gốc ban đầu. Tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được. Stop. Bây giờ là tôi hiệu chiều ngược.
tụ băng hay chiều ngược cũng bình thường. Tương tự ở chế độ tua ngược thì tôi sẽ đo điện áp của chân ngõ ra ha. Chân số 3 là ngõ ra nè, bây giờ là 0,8V VCE sát, và VCE sát của phần trên chân số 6 này đó chính là 10,3V ha. VCE sát của nó là 0,8 cũng ok. Tuy nó không tốt với IC ban đầu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Stop. Bây giờ là play. Ở trạng thái play này thì vẫn cuốc băng bình thường. Và máy cũng lên hình ha. Ở chế độ play này tôi cũng kiểm tra tín hiệu ha. Điện áp nguồn ở đây lái bởi một mạch công suất khác. Chân số 4 này thì hiện tại là 3,3V. Tại vì reel này quay với lại moment thấp chỉ để cuốn băng mà thôi. Rồi bây giờ tôi đo ngõ ra nè. Chân số 3. Chân số 3 là 2,5V. Mặc dù là điện áp bị thấp hơn nhưng mà do có hội tiếp dòng cho nên là dòng điện qua motor vẫn đảm bảo được. Chân hội tiếp dòng đó chân số 1 ha. 0,126V. Đây chính là IC mới của chúng ta. Nếu điện áp rơi VCE sát mà quá cao thì sẽ gây ra hiện tượng tỏa nhiệt trên IC. Tuy nhiên ở trong trường hợp này thì tôi đã cho máy để chạy ở chế độ tua băng, tua tới tua lui và chế độ play trong vòng 3 tiếng đồng hồ liên tục. Và khi sờ vào tôi thấy là IC này vẫn không nóng mà, vẫn rất mát. Vậy là IC của chúng ta là chế là đạt tiêu chuẩn. Còn nếu như mà giả sử như IC này mà nóng thì chúng ta phải thiết kế lại. Vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa một lỗi nhỏ ở máy Sharp model là VC300FB. Đây chính là một lỗi đặc hữu và chỉ xảy ra ở model này mà thôi. Nguyên nhân của lỗi này đó chính là do hỏng IC STK6942 dùng để điều khiển động cơ reel. Chúng ta khắc phục lỗi này bằng cách là chúng ta sẽ chế một mạch khác tương đương thay vào. Bởi vì mua IC này không có trên thị trường cho nên chúng ta buộc phải chế mạch tương đương. Điểm khó của công việc này đó chính là chúng ta phải tìm hiểu cấu trúc và chức năng của IC, cũng như là sau khi thiết kế IC ra chúng ta phải đánh giá về điện áp, dòng, rồi nhiệt vân vân để xem nó có thỏa hay không. Nếu như mà vẫn chưa thỏa chúng ta phải thiết kế lại. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau sửa những lỗi khác ở những model khác mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.